Yeah, và sau đây là sự xuất hiện của Jackie và Honey. Xin mời. Lần đầu tiên ăn cùng nhau là món gì? Wow. Sao nhớ? Khoan cho tụi em xin 2 phút hội ý. Phải cái đó không? Lần đầu tiên phở gõ mì gõ. Trời đất ơi, sao chừa cái chữ đó ra vậy? Cái gì mà dài dài trắng trắng dai dai? Phở gõ. Trời ơi, sao mà hoài vậy? 3, 2, 1, xin mời. Không có luôn á nha, 3 cái mà không có luôn á nha Khánh ơi. Cái cặp này làm gì tôi làm tôi phân tâm quá. Quốc Khánh. Hôm nay chào đón tất cả quý vị và các bạn khán giả đang đến với chương trình Khi 2 Là 1. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Tuần qua không gặp nhau, không biết là cảm giác của các bạn như thế nào, nhưng mà đối với Duy Khánh và Quốc Khánh thì cảm thấy rất là nhớ các bạn. Khán giả chắc cũng giống tôi ở cái vấn đề là mình mong chờ xem là cái tập sau cặp đôi nào tới. Và thật sự may mắn ngày hôm nay là xuất hiện 2 cái người khách mời mà tôi rất là muốn gặp rồi. Ủa là bạn đã biết trước khách mời luôn rồi? Biết trước rồi. Bạn đã biết cách gì? Là biết là phải cần có tư cách à? Dạ đúng rồi, tại thật ra là cái việc mà mời khách mời tới đây là công việc của ban tổ chức. Bạn lấy tư cách gì mà bạn can thiệp vào chuyện này? Không, tôi không can thiệp, tôi chỉ gợi ý thôi. Ok, dạ cái mặt bạn bị ác. Cái miệng tôi bị hổn. Dạ rồi, ok bạn giới thiệu đi. Thì tôi hỏi Khánh là Khánh có thường hay nghe nhạc không? Có chứ, con người ai cũng phải cần có âm nhạc hết. Hai bạn khách mời ngày hôm nay tôi đã nghe âm nhạc của hai bạn rất là nhiều. Vậy thì chắc sẽ rất là thú vị đúng không? Yeah, và sau đây là sự xuất hiện của Jackie và Penny. Xin mời. Chào. Hello. Long time no see, lâu quá mới gặp lại. Xin mời các bạn gửi một lời chào đến khán giả nhé. Hi, xin chào tất cả mọi người. Ok, không sao không. Coi như nãy giờ tôi không thấy gì hết rồi. Đây nào. 2, 3. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Jackie và mình là Pink Bunny. Và ngày hôm nay tụi mình rất là vui khi có mặt trong chương trình Khi 2 Là 1. Cái này mình tập trước với nhau lâu chưa? Nãy giờ cũng nửa tiếng rồi. Nửa tiếng rồi lên mà vẫn còn lộng cộng vậy vẫn sao? Chưa không? Ngôn ngữ thì đôi khi nó hơi lộng cộng vậy, còn trong âm nhạc thì như thế nào? Không có đâu nha, tôi xin đính chính là hai bạn này không hề lộng cộng trong ngôn ngữ. Vậy hả? Tôi đã từng xem hai bạn này những cái nơi mà các bạn mà hát đó, tôi thấy các bạn là miệng bằng tay tay bằng miệng nha, sẵn sàng diss khán giả bất kỳ lúc nào nếu như họ đụng chạm tới mình. Tôi không có gì phải sợ, tôi chỉ bây giờ nghe này thôi. Vậy hả? Không, mình đừng liếc quá, nó bén nó đứt tai em. Vâng, và để hiểu rõ hơn về chương trình của chúng ta Khi 2 Là 1, chúng ta gồm có 3 vòng chơi. Vòng chơi đầu tiên mang tên là lòng tin, vòng chơi thứ hai kỷ niệm và vòng chơi cuối cùng sẽ là nương tựa. Và nhiệm vụ của các bạn là hãy cùng nhau vượt qua cả 3 vòng chơi và nhận quà. Các bạn chơi với nhau được bao lâu rồi? Nếu mà chính xác tới thời điểm này là chắc đâu nó tầm 2 năm. Mọi người nghe 2 năm thì thấy ngắn gì thôi chứ thật ra nó rất là dài mọi người. Chắc là đối với em là kiểu giống như là sẽ rất là mệt mỏi vậy. Đúng rồi, em bị thâu tóm mọi người. Khánh ơi, ý là em có quên trả gì cho anh không anh? Hả? Trả cái nghiệp đó bán. Vâng, và các bạn đã sẵn sàng để có thể bước vào vòng đầu tiên của chương trình chứ ạ? Ok. Khoan đã. Bây giờ chúng ta phải chia ra làm 2 đội nha. Bây giờ có 2 đội ở đây, là một là đội Duy Khánh, 2 là Quốc Khánh. Rất là đa dạng các bạn lựa. Có nhiều sự lựa chọn cho các bạn lắm. Thật ra nếu nói về chọn nha thì em nghĩ là em sẽ chọn anh Duy Khánh. Anh xin phép không chọn em. Ủa vậy hả? Khoan đã, mọi người phải lắng nghe ý kiến của bạn nữ nữa, dạ đúng không? Lỡ bạn nữ cũng thích Duy Khánh thì sao, đúng không? Vậy thì anh không cần. Vì thế đó bạn phải coi lại bản thân mình đó. Không, cái sự kiện nó chưa có tới, mình đừng có đoán trước. Thật ra em là một cái bạn rất là thích xem Sài Gòn Tếu và em đã từng xem rất là nhiều cái stage của anh Quốc Khánh nên là em rất... nhân giùm anh đi, nhưng có nhân một chút đi em. Không cần nhân đâu em. Nhưng rất là yêu thích anh Quốc Khánh nên em xin được phép là đội anh Quốc Khánh được không ạ? Ủa cái gì mà nó thoáng qua vậy? Em cho anh có đạn nhân gì nó kịch tính hơn được không em? Con bé này nó dễ đoán quá ta. Chúng ta là những người nghệ sĩ mà chúng ta làm những cái gì đó màu sắc lên. Nhưng anh cứ kêu em về đi anh. Đó thôi, anh về. Vô chơi đi. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Quá tuyệt vời, vậy thì còn chần chờ gì nữa bạn? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vòng đầu tiên của chương trình Khi 2 Là 1. Trở lại với chương trình Khi 2 Là 1. Và vòng này được mang tên lòng tin. Cho tôi hỏi là 2 năm qua có bao giờ các bạn đã từng phát hiện đối phương nói dối mình chưa? Nói chung mỗi ngày đều nói dối nhau hết rồi, không còn là phát hiện mà nó là à, tức là cứ sống không chân thành với nhau. Không, nó không giả tạo, nó viễn tưởng thôi. Qua cái game này là biết tôi giả tạo hay không nè. Thì ở đây sẽ lần lượt sẽ có tổng cộng 5 câu hỏi dành cho mỗi người. Và bây giờ ở trên đây thì sẽ có hai cái bảng đúng và sai. Nhiệm vụ của các bạn là đoán thử coi là đối phương sẽ chọn đúng hay sai, nhưng các bạn phải đưa thông tin đó ra cùng lúc. Có thật sự hiểu không? Ừ hoài vậy. Dạ hiểu. Không, đó là một lần nói dối. Không, cái này là đang nói dối đúng không? Đúng không nào? Mình hiểu nhau. Ví dụ như là Jackie có hay thường xuyên nói dối hay không? Rồi, giấu vậy em phải dơ lên cùng lúc, hiểu không? Không hiểu chắc mình đổi người nha. Ừ đấy. Không hiểu, em hiểu. Ok, tuyệt vời. Vậy thì bây giờ ai sẽ là người chơi đầu tiên? Chắc là cho em trước đi. Ok, vậy đây sẽ là lượt chơi ghi điểm cho em phải cố gắng nha. Vâng, câu hỏi đầu tiên dành cho Jackie. Jackie đã từng phải giả vờ hưởng ứng một câu đùa nào đó của Bunny mặc dù nó chẳng có một chút mắc cười nào. Ý là cười mồi đó hả? Sai. 3, 2, 1. Em thường xuyên hay chia sẻ những câu chuyện hạt nhài hả? Có những cái miếng em quăng rất vô tri, nhưng mà tại vì Jackie không thể nào thả em trôi sông được. Cứu bạn. Đúng, Jackie phải làm mọi cách để có thể cứu em vào bờ. Nhưng mà cái tình trạng đó diễn ra nhiều lần không? Thường xuyên anh, hầu như mỗi ngày. Vậy tại sao mình vẫn cứ phải làm? Em muốn xây dựng hình ảnh ngọc nữ hạt nhài hả? Bạn ơi, thân chủ của tôi là không phải là vô duyên. Ok anh. Chỉ là bị lên bon thôi. Ok, tôi đã nắm được tinh thần của bạn rồi. Bây giờ mình đến với câu tiếp theo nhé. Jackie đã từng bùng kèo với Bunny để đi chơi với một người khác, đúng hay sai? Câu này quá dễ anh ơi, không cần suy nghĩ. Tại biết vậy sao? Không. Em có thể chia sẻ tí xíu không? Nói chung là có những cái lần mà Jackie rất là hưng phấn gọi điện thoại cho em. Alo, hôm nay em nhà sẽ chở con đi mua cái này nhé Thảo nhé. Lát nữa là con xong việc là mẹ qua mẹ đón con nhé. Dạ ok mẹ, có gì lát nữa con xong việc con qua công ty con đợi mẹ nha. Qua đợi 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Mẹ chưa xong, đang làm ra với chị Miên. Đang làm ra thì chưa xong nên lấy một lâu quá. Thế thôi là lần sau mẹ chở đi nhá. Ý là cuộc đời nó nhiều khi có những lúc anh cũng, mọi người cũng biết rồi đấy, có những cái mình đâu có kiểm soát được đâu. Và con bé nó quá khắc nghiệt với em. Ý là em nghĩ cái việc mà mình chủ động rủ bé đi chơi. Bé đâu phải thời tiết đâu mà khắc nghiệt với em bé ơi. Bé nó là thiên tai của em luôn. Ý là nhiều khi em nghĩ cái việc mà mình có ý rủ đi chơi đó là một điều tích cực, còn ví dụ đi chơi không được nó lại là một cái điều không may mắn. Nhưng đó là cân bằng vũ trụ, chứ con bé nó muốn gì cũng được, nó đâu được. Em phù hợp sao giờ thế? Anh nói một hồi em bị thao túng đó. Bây giờ nào em đặt anh bảo vệ em luôn. Anh Khánh mình chung đội, em là phù hợp sống ở trên vũ trụ á. Anh nói chuyện gì mà trời ơi không được, em đã có trách nhiệm, em hẹn người ta thì em phải có trách nhiệm em đến với người ta chứ. Đâu, em có trách nhiệm để em gọi em báo là em không qua được mà, em có nói mà. Trời ơi, trách nhiệm đó chứ. Và quan trọng, nói một hồi anh thành người sai. Anh là người sai. Nếu mà mình có hẹn gì với ai mình lên trên phường mình công chứng luôn nha. Mình công chứng lên cho chắc đi, ba mà một lời, có giấy tờ, có dấu vân tay rồi đó. Mình tới câu tiếp theo được chưa ạ? Ok, tôi hiểu mối quan hệ rồi, tôi tạm hiểu rồi. Jackie đã từng đem bí mật của Bunny kể cho một người khác nghe, đúng hay sai? Ủa em là mở chưa? Bé ơi, là mở chưa bé ơi? Ủa? À, là bạn lại nghĩ là Jackie không có đem chuyện của bạn đi nói xấu với người khác. Nhưng mà Jackie đã làm chuyện đó đó bé. Chết rồi. Ủa không biết hả? Không. Ủa, có vụ nào? Vụ bữa kể chứ không biết. Cái vụ đó không biết à? Ý là trong 2 năm đó là cứ cái gì mà mới biết được cái là kể liền. Thôi bây giờ trên đời này không có xấu có đẹp. Chúng tôi chỉ nói thật và vô tình họ xấu thôi. Không, rõ ràng là em nói những gì em cần nói. Em không có nói thêm, nói bớt. À, cái mũi em nhìn là biết sửa mà. Ê, trời ơi. Đâu có đâu, em không nói. Ok, câu hỏi cuối cùng. Jackie đã từng cố tình tránh mặt Bunny trong lúc hai người giận nhau, đúng hay sai? Coi là dù giận nhưng vẫn lì lợm gặp nhau. Đúng. Ê mình làm lại đi, mình làm lại giống cái hôm bữa mình làm á. Thử nha, báo điện thoại lên. Làm gì á? Đang nhà. Đi ăn không? Ừ, không có xe. Qua đón nha. Ở nhà, ý là đi ăn ở nhà nó chứ. Ok. Sao mà cái đó hết giận hả? Không, ý là không biết có giận không nữa. Ý là ra quán thì sao? Tôi tò mò. Cái lúc đi á, bắt đầu mới nói. Tức là tụi em rất là hay ở cái chỗ là gần như tụi em không có bao giờ chọn cách tránh mặt, mà tụi em sẽ luôn là tụi em vẫn sẽ lì lợm đi chơi với nhau, nhưng mà nhiều khi những cái lúc đi chơi đó lại là cái lúc mà nói ra những cái mà mình bực bội. Có thể gọi là hai bạn rất là hiểu nhau nha. Nhưng khoan đã, đó chỉ là Bunny hiểu bạn thôi. Chắc gì bạn đã hiểu được Bunny. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đoán câu trả lời của Bunny từ Jackie. Xin mời. Khi gặp phải chuyện buồn cần tâm sự với một người bạn thì người đầu tiên Bunny nghĩ tới là Jackie, đúng hay sai? Xin mời. Ok, bây giờ khía cạnh này để họ đau lòng đi. Anh muốn hỏi em là Jackie không phải là một cái người mà để em tâm sự đầu tiên hả? Không phải, tại vì tùy vấn đề á mọi người. Có những cái vấn đề rất là nhạy cảm, thầm kín con gái. Có những cái vấn đề đó thầm kín con gái. Câu hỏi đang nhắc tới là những vấn đề khác, không nhất thiết về vấn đề cô gái. Thì là vẫn có những cái ngoại lệ. Ok, mới vừa vô câu đầu tiên thì nó đã sai. Tôi thấy lấn cấn rồi, thôi được, hai bên đừng có giải thích nữa. Xin mời Quốc Khánh. Ok, mời hai bạn nghe câu hỏi tiếp theo. Nếu phải lựa chọn, Bunny sẽ thích hát song ca với một ca sĩ nam khác hơn là song ca với Jackie, đúng hay sai? Quá rõ ràng, quá rõ ràng. Xin mời. Anh thấy rõ lắm đó. Anh thấy được lương tâm của em. Quay được nữa không? Tại vì sao? Rất là nhiều lần, tại vì ở trong cái chỗ mà hát chung á là Bunny sẽ chỉ song ca với Jackie là vì Bunny cần khuấy động sân khấu. Không thể nào nói là con song ca với mẹ là mới khuấy động, con song ca với mấy bạn khác cũng khuấy động với bộ giỡn hoài. Vậy con chọn ai? Thì con vẫn chọn mẹ đúng không? Ôi ơi, sao mà xạo quá trời đi. Nào, tôi lên chương trình này với tâm thế nói thật. Em thần tượng nam ca sĩ nào nhất? Rồi luôn đọc ra một cái phiểu ngang. Xin hãy tự trọng, đây là sóng truyền hình. Em có một cái sự mến mộ nhất định cho anh Dương Domic và anh Nekki. Trợ lý chỉ ngồi chỉ rung bần bật rồi kìa. Như mọi lần em sẽ ca với Jackie thôi, nhưng mà có một cái show khác em được ca với Dương Domic là lần đầu tiên luôn, thì em sẽ chọn ca với ai? Chuẩn bị đi, chuẩn bị đi. Thôi tôi biết câu trả lời rồi, em cười. Gửi rồi, vô hành lý chuẩn bị rời khỏi nhà. Tôi muốn nghe quấy lên tiếng. Mời em. Tại vì em song ca với Jackie nhiều quá rồi. Tôi bắt đầu thương Jackie hơn. Tôi hiểu mà sao mặt cái cam mà nó rất là cam chịu luôn. Thì năng động. Nhưng mà qua câu chuyện này anh thấy rõ rồi bé. Ok, câu hỏi tiếp theo. Pink Bunny đã từng có ấn tượng không tốt về Jackie trong lần đầu gặp mặt, đúng hay sai? Ồ, ê, muốn nghe câu chuyện nha. Đây. Rồi tôi hiểu sao ấn tượng đó. Cái thái độ đó rồi tôi hiểu không rồi. Chỉ riêng mình đây nào không một ai ấn tượng tốt hết đó. Không phải. Không, lúc em gặp bên em có nó làm thái độ đó. Bây giờ anh còn biết là lúc em gặp bên em làm cái gì? Hello. Trời. Con mắt đeo len rất màu và rất chừng. Là sau cái câu 2 đó làm quen đó. Rồi chị nào bắt đầu ấn tượng không tốt? Mà ấn tượng không tốt gì? Nhìn rất kỳ sợ. Ê. Không phải. Sợ ở đây. Xin trường có thể xin phép em cắt cái em đánh. Không phải, sợ ở đây là tại vì lúc đầu mới vào á là Jackie ở trong tập thể Jackie có một cái vị trí nhất định. Ok, tôi đến với câu hỏi tiếp theo. Mà không ai muốn lắng nghe thêm. Tôi đặt trường hợp là tôi cũng sợ cho nên là tôi cũng không nói gì thêm. Và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Bunny đã từng cảm thấy không tin tưởng Jackie trong một việc nào đó, đúng hay sai? Xin mời. Đúng. Không tin tưởng ở chỗ nào? Bạn cũng không biết luôn đúng không? Không phải, tại vì cái tỷ lệ nó rất là thấp luôn ấy. Tức là sự thật là vậy nè, cứ mỗi lần á có những như kiểu bên này đi, đôi khi bên này không có những cái không tin tưởng để tâm sự. Ở đây là bạn ấy không tin tưởng rằng là Jackie sẽ cảm thông cho bạn ấy, tại vì bạn ấy luôn cảm thấy là Jackie mà bạn ấy kể gì ra là sẽ hay bị Jackie bác bỏ. Không bác bỏ nha, rất nhiệt huyết nhưng chữ. Thật ra những cái mình nói nó cũng không phải là sai với bạn, chỉ là cái mình thấy nó vô tri quá thì mà mình sẽ hay khiển trách. Nhưng mà đôi khi vậy quá cũng sẽ khiến cho bạn ngại khi mà mỗi lần bạn muốn tâm sự với mình cái gì đó. Và sau 2 lần đoán được đúng ý Bunny thì hiện tại tỷ số của chúng ta đang là nghiêng về phía Bunny. Xin chúc mừng bạn. Đôi khi mà tự nhiên cái thật thà, dũng cảm mới tự nhiên cái thua là sao ta? Đúng rồi. Bây giờ quý vị và khán giả hãy nghỉ giải lao trong giây lát. Chúng tôi rất là nôn nóng sẽ gặp lại các bạn trong vài phút giải lao. Xin cảm ơn. Các bạn đã quay trở lại với vòng 2 của chương trình Khi 2 Là 1 và vòng này chúng ta được mang tên là kỷ niệm. Và ở vòng này chúng ta sẽ có một trò chơi và trò chơi này sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về nhau cũng như là có thể chia sẻ được những kỷ niệm của cả hai bạn. Và trò chơi này được mang tên là lần đầu tiên. Ở trên đây thì Khánh đang giữ một câu hỏi của Jackie nhưng lại một lần nữa là để cho Bunny ghi điểm. Và đây là tấm bảng dành cho Jackie và bên đó Khánh lấy cho Bunny tấm bảng nha. Và câu hỏi về Jackie bạn sẽ là người ghi và đưa ra trước, sau đó Jackie sẽ là người xác nhận coi cái thông tin hai bạn có trùng khớp ý với nhau hay không. Và những câu hỏi này sẽ liên quan tới kỷ niệm của cả hai bạn. Ok, chơi liền đi. Câu hỏi đầu tiên. Lần đầu tiên hai bạn làm chuyện nhạy cảm. Chuyện điên rồ hoặc là mạo hiểm cùng với nhau. À, Chết rồi, mà không biết nó có suy nghĩ giống mình không nữa. Rồi, đáp án lên nè. Khoan từ từ. Ok, ok. 3, 2, 1, xin mời. Nói xấu sếp. Sếp xả liền, để sếp thấy xả liền, sai rồi, sếp xả liền. Sếp không có tivi. Này có phát YouTube nữa. Mà đi cái tập này là có chị ạp nữa. Wow. Đọc lại lên kết quả. Ok, 3, 2, 1. Nói xấu sếp cũ, ok. Ngày xưa đâu có làm chung với nhau đâu. Nhưng cái đó đâu có điên rồ đâu, đi hôm nay hẹn mai bút vé máy bay đi luôn, đó là điên rồ. Còn đi này lên plan cả tháng trời mà. Mình phải lắng em rồi. Tại vì thật ra là đối với em cái việc mà đi Thái Lan á, là đi ra nước ngoài thôi, nó là một cái chuyện em ít đi. Mạo hiểm hơn. Nhưng mà em vừa mới nhớ ra cái lần gần đây nhất mạo hiểm hơn đó là đi đầm sen chung với Jackie. Cái lần nó đúng mạo hiểm. Nó không mạo hiểm, đi đầm sen mà mạo hiểm. Nhưng mà nó điên. Nó không điên luôn, đi đầm sen không điên. Không, mọi người có tưởng tượng giống như là mình đưa Aria về lại với biển á. Nước hồ bơi. Không em ơi, cái đó là đưa nàng thiên cái về lại cầu tuột em ơi. Em ơi, anh không binh em được. Tôi tức ghê á trời. Mọi người ơi, cái điều này nó có cái gì nó không điên rồ, cái này mới là điên rồ. Nhưng mà cái đó là điên rồ là chỗ nào, cái đó nó xấu. Không, cái này mạo hiểm nha, cái này mạo hiểm. Mỗi ngày. Nhưng vẫn đi làm. Ví dụ mình nói xấu đồng nghiệp là bình thường, nhưng mà nói xấu sếp tôi hiểu tại sao thêm chữ cũ rồi đó. Hello game show, okay. Game show. Ok, lướt câu hỏi này nhanh. Ok, vậy là nhanh. Bạn sẽ không được điểm nha Bunny. Với câu hỏi này, câu hỏi tiếp theo dành cho hai bạn. Lần đầu tiên ăn cùng nhau là món gì? Wow. Khoan cho tụi em xin 2 phút hồi ý. Phải cái đó không? Lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Ăn curry đúng không? Nhưng mà ngày đó ăn nhiều lắm. Mình chỉ cần nói một cái món nó có thể giống nhau thôi. Ok, vô nha. 2, 3, rồi nè. 3, 2. Viết nhiều quá vậy. Làm tập làm văn rồi. Rồi, sao tôi nghi? Không ổn rồi. Nó dạy kỹ xứng âm. Trời ơi, sao mà hoài vậy? 3, 2, 1, xin mời. Không có luôn á nha. Không có luôn á nha, 3 cái mà không có luôn á nha Khánh ơi. Tức quá tuyệt vời rồi. Bạn ta qua bao do mình á. Ý là ra đó uống cái gì? Nhưng mà người ra đó uống sinh tố mắc gì không? Người ta hỏi ăn cái gì tự nhiên chọn sinh tố. Sinh tố cũng ăn được vậy. Khoan, từ từ để con nhớ là mình đi sinh tố, nhưng mà đi ra sinh tố ăn là ăn trái cây, ăn bánh tráng, ăn cái viên chiên, tự nhiên ăn sinh tố. Nhưng mà đi ra sinh tố. Nhưng mà có ai nói là ăn sinh tố chưa? Người ta bỏ vô miệng là người ta ăn chứ. Bạn ơi, bạn hiểu vấn đề không? Nhưng mà bỏ vô miệng thì nó cái hành động nuốt xuống nó không được gọi là ăn mà nó phải là uống. Quan trọng là mút, là ngay cái khúc mút. Bao nhiêu phần trăm gen trong cơ thể của bạn là người Việt Nam? 25%. Đói là phải ăn, mút là cũng phải ăn. Ăn là mút, đúng rồi. Thật ra bạn không có sai. Bạn này cũng không sai, chương trình sai. Ok, chương trình sai, ok. Rồi, chương trình sai. Ok, câu hỏi tiếp theo dành cho Jackie và Bunny như sau. Lần đầu tiên khóc trước mặt đối phương là khi nào? Là ở đâu? Chắc cái này tôi nghĩ là chắc nhớ. Rồi 3. Tôi có niềm tin vào cái lần này. 1, xin mời. Chính xác. Thì hôm đó là tới giờ tập của Bunny, nhưng mà vì Bunny đi tổng dợt ở một chương trình khác cho nên là Bunny qua trễ, mà trễ tận gần 1 tiếng đồng hồ. Thật ra lúc đó Bunny là một cô bé rất là hot, thì mình mới ngồi mình suy nghĩ là ngôi sao, bị bệnh ngôi sao, mới vô quán mà đã đi trễ 1 tiếng đồng hồ. Thế là mình ngồi mình nhắc nhở mình, nó có biết là đã để cho biết bao nhiêu người chờ mình, ai cũng có công việc mình nó vậy làm trong hồ tự nhiên cái ngồi hả, 2 giọt nước mắt nó rơi u cha, cũng đứng hình không dám la nữa luôn. Tại vì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian nhạy cảm của em. Tại đợt đó là em nhớ là em kiểu một thân một mình. Cái đợt đó là chạy đôn, chạy đáo rất là nhiều việc. Mình bị cái chương trình trước đó delay, không thể làm gì được khác ngoài chờ cho xong, rồi đến lượt mình rehearsal xong rồi mình mới chạy qua quán. Thì có nghĩa là mình cũng làm mọi thứ, cố gắng hết sức có thể trong cái mức mà mình có thể handle được rồi. Xong rồi đến nơi thì mình cũng xin lỗi mọi người rồi, nhưng mà mình vẫn bị la. Thì đó, xong rồi cái lúc đó buồn đó là do buồn chính mình á. Cái lúc mà mình đến trễ mình cũng không có khả năng để mà báo mọi người sớm hơn. Ra Bunny cũng là một cái người mà trong công việc á, Bunny cũng hơi bị cầu toàn. Nên thường mà khi mà bị tạo một cái ấn tượng không tốt với một cái chỗ làm mới, mà một cái chỗ này là một cái chỗ Bunny rất là muốn vào làm, cho nên là bạn bị một cái lúc đó là bạn giống như bạn bị thất vọng và bạn bị hụt hẫng, và bạn cũng không nghĩ là bạn lại bị la như vậy, cho nên là tự nhiên khóc lần đầu tiên. Tức là đang chửi nó mà phải đứng hình lại luôn, tức là ngưng chửi, ý là đang chửi cái tự nhiên thấy nó khóc cái Ê, ý là nói vậy thôi chứ không có gì đâu, đừng khóc. Ý là ủa làm sao vậy, ý là làm sao? Con bé nó vẫn cứ ơi ấy là kể thôi đừng có khóc lại. Ấy là tôi cũng hiểu lý do tại sao đó giờ bạn không khóc nữa. Khánh ơi. Ok rồi, tiếp tục đi. Bỏ qua nha, bỏ qua hết mọi thứ. Nói chung là cô bé này là một cô bé vô tư, nhưng mà mỗi lần mà có một cái việc gì đó xảy ra thì cô ta sẽ rất là dễ bị yếu đuối. Nói chung là em được cộng điểm đúng không? Em được cộng điểm, chắc chắn là như vậy. Câu hỏi cuối cùng, người yêu đầu tiên của Bunny tên gì? Đề nghị biết rõ họ và tên. Nói giỡn thôi chứ trong đây ghi là biết chữ cái đầu thôi. À, biết chữ cái đầu à? Người yêu đầu tiên mà chắc khi biết đi ha. 3, 2, 1 và xin mời T. Yeah. Tôi mong anh T xem chương trình này. Tân và bây giờ sẽ là đến lượt của Jackie. Tôi sẽ hỏi câu hỏi dành cho Jackie. Tôi xin phép được đứng dậy, tại tôi bị tê chân. Đừng thầm than không. Dự án đầu tiên cả hai tham gia cùng nhau là gì? Là chỉ có 5 giây thôi. Ok. Và 3, 2, 1 xin mời. Cái gì vậy? Tôi chưa kịp thấy luôn á, cái gì vậy? Đó là gì? Có thể nào mà những dự án đã xong rồi không? Sao anh bên em không được luôn á em ơi, em hết cứu rồi em ơi. Không, nhưng mà em chợt nhận ra là em sai mọi người. Tại vì đúng là cái dự án đầu tiên em với lại Jackie làm chung đó là Converse. Đúng rồi. Ok, và với cái tinh thần đồng đội đã giúp cho bạn không mang về được một điểm mà. Ok, nhưng mà câu hỏi tiếp theo. Lần đầu tiên cả hai đi du lịch cùng nhau là ở đâu? Cha ơi, quá dễ luôn á. Gạo trắng nước trong rồi đi. Sao tôi thấy không phải vậy đâu. Không có tương lai thắng rồi. Rồi ok, và 3, 2, 1 xin mời. Cần Thơ Đà Nẵng. Một đứa miền Tây, đứa miền Trung. Bên đây nói nước gạo trắng nước trong, bên đây không hiểu nước trong thì bên đây bị nước mặn. Trời ơi em ơi, là Cần Thơ đó. Nhưng mà mình đi Đà Nẵng trước xong đi Cần Thơ sau. Mình đi cái này trước. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Nào, đi Đà Nẵng là tóc đen, đi Cần Thơ là tóc nâu trước cái tóc đen nâu nữa. Không nhớ màu tóc luôn á. Tính ra nãy giờ 2 lần em sai mà tao không có điểm hết. Trời ơi. Hãy chia sẻ lần đầu tiên cãi nhau lớn á, cạch mặt luôn á. Cãi nhau thì đôi khi không cần đâu, mà đôi khi có những cái tranh luận căng xíu cũng được. Có lần ấy đi. Rồi câu này mà không đúng nữa thì thật sự 2, 3 rồi. Trai đẹp mà thấy sao gì bên này nhớ không? Lần gần đây nhất là hai mẹ con nhưng mình. Đây là lần đầu tiên em như baby. Cái Thái Lan đó là cái vụ việc là liên quan, là có cãi nhưng đó không phải là lần đầu tiên. Trước đó là có những cuộc xách động liên quan tới cái chủ đề này rồi, nhưng mấy lần trước là chữ chứ không phải là cãi. Lần này là cãi lớn. Tại mẹ cãi cho con có nói gì đâu. Không sao cả. Dù đáp án là như thế nào thì cả hai cũng không có điểm. Chúc mừng Jackie. Câu này hay nè. Lần đầu tiên bạn được Jackie khen điều gì khiến bạn nhớ mãi? Trời ơi, tự hào. 3, 2, 1 bắt đầu. Sân vận động quân khu 7 là sao? Em nhớ rồi. Không, sân vận động quân khu 7. Đây không phải là lần đó em. Tại vì lần đầu tiên Bunny, tại vì em với Bunny đồng hành, Jackie với Bunny đồng hành với nhau. Và đó là lần đầu tiên Bunny diễn thật sự bản lĩnh trên một sân khấu rất lớn. Người ta hỏi là lần đầu tiên bạn được khen là cái gì? Nó không phải là ở đâu. Nó không phải là sân khấu, sân vận động của bạn. Đó, người ta hỏi là khen cái gì? Khen cái gì mày hiểu không? Rồi nó lần đầu tiên khen. Thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Không, nhưng mà ý là khen nó phải có ý nghĩa. Tại chương trình đang nói về tình bạn mà. Lần đầu tiên mày gặp con mày kêu con đẹp. Giống Lisa rồi chứ không có nói đẹp. Đẹp. Ok, kết thúc vòng 2 rồi. Hiện tại tỷ số chung cuộc đang là 2-0 nghiêng về phía Bunny. Chúng ta sẽ tới với vòng 3, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chưa bao giờ sẵn sàng, cảm thấy tới thì tới thôi. Vậy thì quý vị khán giả hãy ngồi ghế lao trong giây lát, chúng tôi sẽ đến với vòng cuối cùng của chương trình Khi 2 Là 1. Xin chào mừng toàn thể tất cả quý vị và các bạn khán giả đang quay trở lại với chương trình Khi 2 Là 1. Vâng, và đây sẽ là vòng cuối cùng. Và thật ra mình chào kết luôn được. Cái cặp này làm thì tôi lòng tôi phân tâm quá. Vâng, và vòng cuối cùng của chúng ta mang tên là nương tựa. Và nó sẽ không nương tựa giống như vậy, mà là Jackie sẽ nương tựa cùng với Duy Khánh. Ok, qua một cái trò chơi. Đúng Bây giờ tạm thời các bạn giữ cái tư thế đó giúp tôi. Tại vì cái trò chơi của chúng tôi tương tự như vậy. Ví dụ như là Jackie với lại Benny chung một đội đi, thì nhiệm vụ các bạn cũng khóa tay nhau giống như vậy. Ok, và sau khi các bạn khóa tay nhau thì ở đây sẽ có hai người dơ một cái tấm bảng. Nhiệm vụ các bạn là phải đoán được đúng ngay những cái từ mà trong tấm bảng đó, trả lời đúng 3 câu. Các bạn buông ra, các bạn ra đây rồi. Gấp đủ 10 hạt đậu. Sau đó các bạn về đây, các bạn đập tay nhau, coi như là khóa. Rồi là sau thời gian sẽ kết thúc và tính giờ phút đó. Okay. Các bạn cũng đã nắm luật chơi rồi. Vậy ai sẽ là người chơi đầu tiên? Bạn. Tại sao? Đội bạn. Tại sao? Tôi muốn vậy. Ok, tôi đồng ý. Chơi thôi. Ủa, đơn giản, cuộc sống đơn giản thôi. Sau khi chuẩn bị chưa nào? Chuẩn bị. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, mà mấy chữ đó luôn. 5 chữ. Rồi. Gặp một cái sự việc gì đó mà Khánh không giải quyết được, Khánh sẽ nói với người ta làm sao? Xin lỗi. 5 chữ mà. Đừng xin lỗi nữa. Chỉ cần nói là mình không biết, nhưng mà bỏ qua ha. Ừ, bỏ qua. Mà Khánh nhìn bằng gì? Nhìn bằng cái gì? Thôi má. Đúng rồi. Bài mới Sơn Tùng. Đừng làm trái tim anh đâu. Đúng rồi. Bài mới của Mỹ Mỹ. What? Không nhớ, quên rồi. Kiểu như thời xăng rồi đó, mình nói là mình sẽ bắt được người ta thì mình sẽ nói gì? Hãy đợi đấy. Qua đi. Bài của Sơn Tùng ra mà trước cái bài vừa rồi. Chúng ta của tương lai. Đúng rồi. Đủ rồi đó. Đủ rồi, 3 cái rồi. Sao tay rung quá vậy? Ê, sao nó không dính vậy? Bên này quạo rồi. Khánh ơi, bên này quạo bạn rồi. Không có quạo bạn. Có vậy cũng chơi vậy, gấp 10 cái. Nè. Ê, lớp đổ kìa. Bạn đừng có lùi. Vô rồi bạn ơi. Jackie biết chơi, Jackie. Trời ơi, bạn về cái hướng khóa của bạn. Mà biết đếm không vậy đúng 10 rồi. Rồi. Jackie. Ok. Hết thời gian. Ok, chúng ta lưu giữ thời gian của đội chơi Duy Khánh lại. Và đó là 23 phút. Nửa ngày đã trôi qua. Và bây giờ đã tới lượt chơi của đội Quốc Khánh rồi. Bây giờ bắt đầu từ giây phút này mình phải rất là nghiêm ngặt trong cái việc mà gấp hạt nha. Tại vì các bạn không được quyền chơi ăn gian, Khánh không chấp nhận chuyện đó. Thôi khi kiểm tra. Tôi không ăn gian. Rồi, ok, các bạn đã sẵn sàng chưa? Yeah, và từ khóa đầu tiên dành cho các bạn. Đồ ăn 4 chữ. Nó giống như là mì vậy đó. Mì cay. Màu trắng. Bún cá. Mỏng hơn còn bún nữa. Nó dài hơn bún. Dài hơn miếng. Cái cá đi, cái gì gõ. Phở gõ, mì gõ. Trời đất ơi, sao chừa cái chữ đó ra vậy? Cái gì mà dài trắng dai. Dài trắng dai phở gõ. Còn bút kỳ. Nó giống như mì, bún, bánh canh nhưng nó là miếng. Nó là miếng. Bỏ đi. Rồi, hồi nãy nói cái gì mà đặc trưng của Việt Nam nè, ăn giòn. Phở. Không, bánh mì. Ok, rồi, cái này mà hồi nãy là kể là lần đầu tiên ăn với Jackie luôn á, tròn. Cái viên chiên. Yeah. Rồi, 4 chữ nha. 4 chữ, cái này là nổi tiếng bên Đài Loan, nhập về Việt Nam. Đài Loan hả? Trà sữa Đài Loan. 4 chữ nhưng mà không phải là cái trà sữa trong. Yeah, đúng rồi, bún đó, gấp. Ủa cái đũa đâu? Ê, gấp chứ không có được dít. Không được dít. Phải gấp, không được dít. Cái gì vậy? Ủa chưa? Ăn gì hả? Dít. Anh có tuổi rồi đúng không? Đó. Rồi, xong. Và vòng 3 này thì số lượng thời gian của Duy Khánh là 2 phút 7 giây. Và số lượng thời gian của Quốc Khánh là 2 phút 1 giây. Và đội chiến thắng là đội của Benny. Xin chúc mừng bạn. Nhưng mà hồi nãy Benny ăn gian. Benny dít. Thật ra Duy Khánh cũng vậy. Đúng rồi. Duy Khánh nhiều hơn. Ok. Bạn đã thực sự làm chuyện đó. Bạn nghĩ tại sao tụi bạn gấp lâu chưa? Ok. Bạn đã thực sự làm chuyện đó. Bạn ơi, bây giờ cho dù bạn có thắng vòng này thì kết quả chung cuộc cũng là thuộc về bên kia. Nhưng ít nhất tôi thắng được một vòng. Nhờ có bạn. Mà sự thất bại của tôi nó trọn vẹn cả một chương trình. Vậy thì cho tôi hỏi là cảm xúc của một người thất bại, cảm xúc của bạn như thế nào? Thật ra tôi nghĩ rằng bất cứ tình bạn nào cũng đều sẽ có một chút thất bại. Và tôi nghĩ những thất bại này nó tạo nên một tình bạn tuyệt đối độc đáo, không giống với bất kỳ tình bạn nào. Cũng vì lý do này nên chúng tôi không thể chơi với bất kỳ ai khác. Bởi vì không ai chịu được cái tính này của chúng tôi. Và điều đó nó giúp cho chúng tôi keo sơn. Hay quá, hay quá. Rõ ràng. Còn cảm xúc của Vân Đi ngày hôm nay như thế nào? Ấy là em thấy vui thôi, bình thường chuyện này. Đừng có hỏi, kêu nó chia sẻ mấy cái sâu sắc đi. Trời ơi, bộ nguyên chương trình bị hại chưa đủ sao. Ok, nói chung là cái phần thắng rất là thuyết phục dành cho Benny. Và tất nhiên là chương trình có một phần quà dành cho bạn. Xin mời. Và đây chính là phần quà từ chương trình Khi 2 Là 1 để tặng cho Benny, người chiến thắng trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc mừng. Và cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Chúng tôi mong là các bạn sẽ luôn yêu thương nhau, chơi với nhau cũng như là luôn thăng hoa trong nghệ thuật nha. Dạ, hết ngày hôm nay là hết rồi. Nhưng mà ráng thời gian đi, tôi sắp xếp tôi sẽ đến xem hai bạn diễn. Ok, tụi bạn đi chung nha. Đó là một lời hứa. Ok, tôi hứa nha. Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong đây anh viết một cái nội dung rất là dễ thương. Đúng rồi. Giờ đó Tino ngủ rồi chứ còn bây giờ vợ. Đúng rồi. Cuộc gọi kéo dài bao lâu? Tới khi nào đi ngủ thì thôi. Nhưng mà mình có cấm sạc dự phòng không anh? Sạc dự phòng liên quan gì một cái hạnh phúc vợ chồng người ta? Không, mà tôi lo, tôi tắt máy chương trình cái chị nghĩ rồi sao tôi lo bạn ơi. Nhưng anh thì lại thích cái yên tĩnh hơn và anh thích những người trong cái phạm vi gia đình của anh hơn. Rồi nè, nó khéo tụi mình ồn quá, hiểu không? Nói tụi mình ồn, anh nói tụi mình ồn, anh có khéo léo từ những người học cao hiểu rộng người ta nói một nhưng mà phải nghĩ 10 đi.